Hello, dạ em xin mến chào quý vị nha. Chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với cái những cái clip kể chuyện của em. Thì ngày hôm nay em xin phép chúc cho quý vị một ngày mới thật là nhiều niềm vui và cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã luôn ủng hộ và xem những clip này. Thì ngày hôm nay em mong muốn làm mới cái kênh kể chuyện của em, thì em xin phép được đưa vào những cái vấn đề nói về chủ đề giường chiếu vợ chồng. Nhưng mà nó theo cái góc nhìn gọi là khoa học rất là hay, mong muốn đem đến những cái thông tin hữu ích cho quý vị. Nếu quý vị yêu thích những clip này, xin nhớ ủng hộ cho em một nút like, một nút đăng ký kênh để em có thêm tinh thần động lực để làm những cái clip gửi đến quý vị nha. Thì hôm nay là một cái clip để nói về một người phụ nữ, một người đàn bà khi mà thèm, thèm cái gì mà chịu không nổi luôn. Đó là những lúc mà mình gọi là bữa nay là mình giải đáp cái thắc mắc mà đã là một người đàn ông thì chắc chắn là nên xem hết clip này bởi vì nó rất hay, rất là giá trị. Cái vấn đề mà em muốn nói đây đó là em xin giải đáp về những cái câu hỏi phụ nữ mà lâu ngày mà không có quan hệ đó thì có sao không? Thì đó cũng là một cái câu hỏi nó hay, nó cũng là một cái gì đó mà em muốn chia sẻ trong clip này. Khác với đàn ông thì thường á là thường có những cái ham muốn về tình dục mãnh liệt. Đa phần chị em đều cho rằng là phụ nữ thì có thể nhịn chuyện giường chiếu trong một thời gian dài mà không gây ra những cái vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế lại cho rằng điều này có những ảnh hưởng nhất định đối với sức khỏe tâm lý của người phụ nữ. Để đi tìm câu trả lời cho thắc mắc phụ nữ lâu ngày không quan hệ thì có sao không, hay còn gọi là thèm chịu không nổi đó quý vị. Em hay đặt ở trong cái tiêu đề em đó. Thì phụ nữ á, lâu ngày không quan hệ thì nó như thế này nè quý vị. Một điều quan trọng đó là quan hệ điều độ đem lại những lợi ích cho phụ nữ rất là tuyệt vời. Khi có một đời sống mà cái chuyện giường chiếu đó nó lành mạnh, hòa hợp cùng với người bạn tình thì tâm lý của người phụ nữ có nó được cải thiện hơn rất là nhiều. Bên cạnh khiến cho chị em thăng hoa về mặt cảm xúc thì cái chuyện quan hệ đều đặn còn mang lại những lợi ích đối với sức khỏe. Cụ thể nó là tăng lưu lượng máu trong cái cơ thể, đặc biệt là tim và não bộ, điều hòa huyết áp, giúp phái đẹp bớt căng thẳng, tăng khoái cảm và thỏa mãn. Giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn, tăng sức đề kháng, giúp cho những cái chất chống lại những tác nhân gây bệnh. Hoạt động quan hệ với giúp cho các bài tập thể dục có tác động tăng cái nâng lên cái độ bền của cơ bắp và xương khớp. Hạn chế tình trạng mất ngủ, những người nào mất ngủ là nâng cao cái chất lượng giấc ngủ là giúp cho các cái hormone an toàn và an thần nè và hạnh phúc được tiết ra khi mà quan hệ nhiều. Và phụ nữ lâu ngày không quan hệ thì có sao không? Thì cái chuyện mà em nói ở đây đó là không ít chị em có chung một cái lo lắng rằng phụ nữ lâu ngày không quan hệ thì có sao không. Các chuyên gia y tế đã nhận định nếu chị em lười yêu trong một thời gian dài thì có thể phải đối mặt với những vấn đề về sức khỏe và tâm lý như sau: rối loạn nạng tiết tố, nội tiết tố mà estrogen là cái hormone nội tiết giúp cho giữ vai trò trong cái cơ thể một người phụ nữ và nó gây tác dụng tăng tuyến dịch bôi trơn và làm dày thành âm đạo, kích thích nang trứng phát triển và ngăn ngừa lão hóa và tăng khoái cảm trong cái chuyện giường chiếu. Nếu lâu ngày bỏ bê chuyện chăn gối thì cơ thể của chị em dễ bị rối loạn cái nội tiết tố, kéo theo các vấn đề khác như da sạm khô và nhăn nheo, mất tính đàn hồi và xuất hiện những vết nám và đồi mồi ngay cả khi người phụ nữ chưa bước sang độ tuổi tiền mãn kinh. Vòng 1 kém săn chắc, dễ bị chảy xệ, vòng 2 tăng tích mỡ thừa, nguy cơ mắc bệnh về huyết áp, loãng xương, tiểu đường, có thể bị rối loạn kinh nguyệt. Và kinh nguyệt thì không đều, lâu ngày không quan hệ tình dục sẽ làm cho rối loạn nội tiết tố và chu kỳ hoạt động não bộ, tuyến yên, buồng trứng dẫn đến rối loạn hệ thống kinh nguyệt. Khi đó thì chị em phụ nữ dễ bị bệnh rong kinh, thiếu kinh, và nếu là chuyện ấy thì tần suất điều độ sẽ giúp cho cái cơ sàn chậu co bóp tốt hơn và tăng cường
lượng máu lưu thông trong cái cơ thể của mình tới khu vực này, điều tiết lại tình trạng những cái rối loạn ở trên. Và khó lên đỉnh, phụ nữ sẽ rất khó lên đỉnh nếu như trải qua một thời gian dài không quan hệ. Nguyên nhân là do sự sụt giảm của estrogen khiến âm đạo sản xuất ít hoặc khó tiết ra dịch bôi trơn, âm đạo trở nên khô cằn, ngứa rát và đau đớn do ma sát. Điều này sẽ làm cho khí nữ giới cảm thấy sợ và lo lắng khi mỗi lần lâm trận và dần dần mất đi hứng thú cần thiết cho mọi cuộc yêu. Cơ thể nhức mỏi, hormone endorphin hay hormone hạnh phúc sẽ được kích thích tăng tiết nhiều hơn trong quá trình sinh sản. Nó đem lại một năng lượng tích cực cho cơ thể. Phụ nữ sẽ cảm thấy thoải mái, thư giãn và giảm đau hiệu quả hơn. Do đó, nếu đời sống chăn gối của bạn bị bỏ bê thì cơ thể dễ rơi vào một trạng thái uể oải, khó chịu, mất ngủ và đau nhức mà không được chữa lành đúng cách. Thì nếu chị em lười yêu trong một khoảng thời gian dài thì có thể phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe và tâm lý. Suy giảm hệ miễn dịch khi quan hệ thì sẽ làm cho bị những cái vi khuẩn nè, rồi những cái bệnh như cảm lạnh ảnh hưởng với tâm trạng, lười biếng chuyện chăn gối còn làm tăng thay đổi tâm lý của người phụ nữ, họ sẽ dễ dàng trở nên cáu gắt, nổi giận và mất tập trung. Nguyên nhân là sự thiếu hụt của các hormone hạnh phúc như oxytocin và endorphin, mà những hormone này sẽ được sản xuất ra khi phụ nữ đạt được khoái cảm an thần, ức chế sự tăng sinh cortisol, hormone làm tăng stress và căng thẳng. Quan hệ vợ chồng rạn nứt thì là một trong những yếu tố mà quan trọng giúp cho duy trì tình cảm của vợ chồng. Vì người phụ nữ lâu ngày không gần gũi thì sẽ xuất hiện từ nhiều nguyên nhân khác nhau, do đó có thể áp lực công việc, nguyên nhân bệnh lý hay là những cái mâu thuẫn khiến cho hai người như là nó làm cho cái đời sống vợ chồng rất là khó để mà hòa hợp. Tần suất quan hệ thì nên phù hợp với phái đẹp và mình nên áp dụng theo những cái cách như là trên thực tế thì không tồn tại theo những cái quy định về cả nam lẫn nữ giới cần quan hệ bao nhiêu là đủ, do chuyện này còn phụ thuộc vào những điều kiện cặp đôi, ví dụ như tâm trạng, tuổi tác, nhu cầu của mỗi người. Theo những diễn biến tâm lý bình thường thì một người phụ nữ khỏe mạnh trong độ tuổi từ 20 đến 30 là thời điểm nhu cầu cái chuyện mà quan hệ cao nhất. Sau một tuổi như là khao khát tình cảm sẽ giảm dần, mặc dù là có cái những cái giới hạn về những, nếu như nhìn chung á, thì nó diễn biến tâm lý bình thường thì mỗi người nên áp dụng những cái cách sau. Ví dụ như nữ giới 20 đến 30 thì nên quan hệ 2 đến 3 lần một tuần. Phụ nữ trong độ tuổi từ 31 đến 40 thì có thể là 1 đến 2 lần một tuần. Ngoài 50 thì phụ nữ có thể duy trì tần suất cách một tuần quan hệ một lần. Thói quen này thường sẽ có xu hướng giảm dần cho đến khi hết hẳn những cái ham muốn. Như vậy, phụ nữ lâu ngày không quan hệ có sao không? Thì câu trả lời là có, ngoại trừ những lý do đang giải thích về những cái bệnh lý ảnh hưởng đến những cái khoái cảm và chức năng sinh lý của người phụ nữ thì nên chủ động tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự mất cái ham muốn và tìm cách điều trị cải thiện tình trạng này để không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bản thân. Thì đây là một cái video nó nói về những cái giới tính, những cái vấn đề về tâm sinh lý người phụ nữ rất hay. Em xin phép được gửi đến quý vị. Thì nếu quý vị yêu thích những clip giống vậy thì xin nhớ like video, đăng ký kênh để đón xem những clip tiếp theo. Video cũng khá dài, em xin kết thúc clip này và hẹn gặp lại quý vị vào những clip tiếp theo. Xin chào.